Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Có hai đứa thôi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh là ông này ông có chơi cái chiêu là chồng em là đã 24 tuổi rồi. Ừ. Lúc đó ông dụ em á. Cái mặt vàng dễ sợ. Trời. Xin chào hai em. Chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà, hột xoàn nó cấn, nó vô lăng, chết luôn. Thấy còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi, em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ, quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Ấn tượng đầu tiên với ổng là mình chỉ cảm thấy ghét. Sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. À. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ. Vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng cho em hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. À. Rồi cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau á. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy con nít mà cứ nít là cứ đồ ăn dụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, dạ. Em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịt là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. À. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Có hai đứa thôi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh là ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót. Là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ổng thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang dạ. Ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn. Được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua hai vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có tiền vẫn còn có đường về nhà. Đúng rồi. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu. Bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn đó. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, một phòng thì mấy giường. Dạ. Chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17. Vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi. Có chuyện gì xảy ra hay không? Hả, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Nó sẽ đến anh. Rồi sau đó làm sao? Sau khi nó về là em mới bắt đầu em... Hai người, hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi. Mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi tới đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Phải đúng. Nói là em mới bắt, em, đầu, em bắt đầu yêu ổng. Dạ đúng, đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới á, là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy? Mẹ em sợ là em giữ không được. Đúng vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc đó mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em
có thể mà đến được với nhau. Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước ông đến nhà em thì ông rất là bình thường, điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em điện thoại cái ông tắt chuông, hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe em lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi sao bác không cho con với anh Sơn quen. Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ. Vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ. Nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè. Là em nói anh ơi em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Đúng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia tại mẹ em giữ hết mà. Như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á. Nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn văng trước mặt các bà cho biết thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam cũng, có nữ anh tay. Lúc đó hai đứa đang giận lộn mà thì em nghĩ đơn giản thôi, ừ chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Công đi lại đó, ông nói vợ tao cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn đi vậy thì tự đi một mình đi. Lúc đó mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau. Dạ. Không còn biến cưới nữa. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi. Mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới rồi khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Khi mà đám cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Rồi em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy thời gian rồi quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ đi em. Bây giờ mà giấy mà em viết ra là cảm giác không hết. Dạ hả? Thôi giờ mình lấy cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì ra là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng. Cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia. Thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó. Rồi nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời dạ. Vui, thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài trước, xế mà nhậu là lý hồi do trước vậy. Khi mà yêu em á, là bao vậy. Nhiêu là bây giờ là... Nó thay đổi hết. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em nè. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì không có túng được chị. Ai khiến ông đối câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, hút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà luôn. Ông rồi nhát gan lắm. Ông nhát gan lắm. Em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi. Ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nó chú ơi dịu nó đâm con này kìa. Có em cái thời đó là em. Cái tiệm tóc á mà em quay chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phan cái đó. Mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi em một cái, sao em sao mà chụp dao được. Không, em đâu có chỗ cầm.
ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới đúng dạ không? Đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước thì cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này đó nè, là dặn ngay á, nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình, cái em nói ngày hôm nay ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Nghĩa vậy đó, nói đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em ủa, thì rất là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết. Xịt trước thì còn mà bước nhước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm cầm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về Liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Nhờ Liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết được cũng sạch bớt á. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10 hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em. Em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được. Có trong cái khả năng chịu được. Tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà dạ, thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là dòng nhậu lầy thì ý chị là em nói lầy chị là đi, cái tính chồng dạ, em lầy. Ừ, làm dạ, sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi, uống ly thôi hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như dạ, có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi đó gì á thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia. Ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Sau khi là con quen bạn thân của vợ con á thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì, nhưng mà nó thích cười quá, cái chuyện gì cũng có thể cười được. Lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc. Cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm. Ví dụ những công việc gì? Ví dụ như là phụ hồ. Phụ hồ. Bóc vác, hái cà phê, nói chung con làm mọi thứ, làm chưa có việc cái gì nào ra tiền. Cứ ra tiền là con làm hết. Rồi. Nhiều lúc muốn đánh tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn, nghĩa là vợ nói không. Vậy không là được. Suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn luôn. Nói chung là cũng được nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim chướng. Và quý vị, chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Quen quá. Quen á, bởi quen chị đang tính nói với em á là quen quá. Cái cặp này quen mà quen từ cô dâu cho tới chú rể luôn. Hình như là tham gia chương trình này rồi đúng không? Em sao vậy? Tham gia rồi mời lên một lần nữa. Giống lắm, giống lắm. Giống thì có giống, chị công nhận với em là giống. Bây giờ để nói chuyện là mới biết là mày mại nè. Đâu bây giờ, con giới thiệu đi. Con xin chào chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Minh Tiến, con đến từ Bình Định. Bình Định con tên là Tiến. Bữa đó là có một cái cặp ông tên là Lên, Nguyễn Văn Lên, YouTuber. Con làm nghề gì? Con cũng làm YouTuber luôn. Rồi xong luôn. Tiến Lên Bình Định. Giọng nói này, khuôn mặt này, ánh mắt này, con là em hay là anh của Lên? Nói Nguyễn Văn Lên coi. Dạ con là anh ạ. Hai anh em con là Tiến Lên đó. Dạ vâng ạ. YouTuber của con là tên gì và chuyên về tảng gì? YouTuber của con tên là Tiến Black. Ở trong kênh con tên là Tiếng Black thì con làm về tất cả mọi thứ, cứ gọi là vlog đời sống, dạng như đi ăn hay là đi du lịch, hoặc là có thể là choi bạn, choi bè rồi vậy. Rồi, bây giờ tới con. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hồ Thị Duyên Chi, con 25 tuổi, con đến từ Bình Định luôn. Con làm nghề gì? Dạ con nội trợ trong gia đình, con chỉ ở nhà và nội trợ chăm con rồi thôi. Cơ duyên nào mà hai con gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau? Đầu tiên là anh Tiến có quen một cái bạn của chị ở trên mạng, em không biết. Anh Tiến có đi chơi với chị đó. Trong một cuộc đi chơi, chị đó có dẫn một người bạn thân của em, là bạn thân hồi nhỏ luôn á. Xong là một cuộc đi chơi khác là anh Tiến đi chơi với bạn thân của em. Cuộc đi chơi đó là dẫn em đi theo chung. Bạn thân của con dẫn con đi chung.
vợ của con thì cớ nó cũng không có hấp dẫn. Thì sự nếu mà qua lời cớ của con nó sẽ hấp dẫn như phim trướng không? Ừ đúng rồi, con cớ đi. Thì là cái câu chuyện nó như thế này là ngày lúc mà lúc trước con còn trẻ thì con có một cái dịch vụ là quét da luôn, gọi là tìm bạn xung quanh á. Tìm bạn là xung con quanh. Tìm đó. Bạn địa phương, con mới gặp một cô bé. Bây giờ cớ ra nhiều khi cô bé lỡ coi được chứ con nói sao lên mạng nói xấu, nhưng mà giờ người ta cũng không biết là ai nên con cớ cho vui. Cái lúc con ra con gặp cô bé thì mập quá, con sợ đi xe hầu không, xe móc con sợ hư. Con mới nói với cô bé là em có đứa bạn nào không dẫn đi theo chơi. Thì ý là con nói vậy thôi, vậy ai ngờ là con bé nó mới chơi ra một con bạn là bạn thân của vợ con hiện tại bây giờ. Là cái con ra là con mới chở con bé kia đi chơi là con cắt đứt luôn với con bé mà tao con vậy luôn. Sau khi là con quen bạn thân của vợ con á, thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì, nhưng mà nó thích cười quá, cái chuyện gì cũng có thể cười được. Cho nên là con lại nói với cô bạn thân của vợ con một câu y xì nhường, nói với con bé kìa, em có đứa bạn nào dẫn theo chơi. Đó là bắt cầu á, bắt cầu hai nhịp á. Dạ, bắt đầu là mới dẫn vợ con ra. Hồi lúc đó gặp vợ con thì nhỏ nhỏ xinh xinh, hầu vợ con có 40 mấy cân à. Con thì nói chung là số con cũng gọi là ông trời ông lấy thì con cái nhan sắc ông lại bù vào cái gọi là mà hơn. Con gặp đa số là toàn là những cô gái xinh thôi. Con thì sao, lần đầu tiên con gặp Tiến thì con có ấn tượng gì về chàng trai này không? Ông trí trâu lắm chú, ông trí trâu lắm chú. Cái gì? Ông trí trâu. Trẻ trâu, trẻ trâu. Yeah. Là có những cái tính nào mà gọi là trẻ trâu? Là ông nhoi nhoi, ông nói chuyện luôn à. Trời, ông gặp con là ông nói cái miệng ông cứ nói nè, em ở đâu, em làm gì em. Hồi đó con mới học lớp 10 à. Yeah. Con rất đài liền luôn đúng không? Nói chung là hồi đó con chưa bồ ai hết, con chưa biết gì hết á. Mình chỉ nghĩ là anh Tiến thì như một người anh thôi, cũng đi chơi mà còn đi học, nên là con sợ lắm. Nhiều khi mấy cuộc đi chơi đều dẫn bạn thân của con đi hết. Đi lúc nào cũng đi ba hết, không bao giờ dám đi một mình. Rồi đi ba vậy là biết bao nhiêu lâu? Chắc cũng phải tầm nửa năm, cả năm nhỉ. Đến khi nào mà cảm thấy rằng là tin tưởng mới dám đi riêng. Tính bồ vật mới tính dám đi riêng. Thì một năm, đi một năm trời là năm tới năm lớp 11 thì mới chính thức là quen nhau. Đúng không? Trước khi con làm YouTuber là con làm nghề gì? Gia đình con thì cũng cách đây khoảng cỡ 5 năm trước là cũng không phải gọi là quá khá giá, chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc thôi chứ không có dư. Lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc. Cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm. Ví dụ những công việc gì? Ví dụ như là phụ hồ. Phụ hồ. Bóc bát, hái cà phê, nói chung con làm mọi thứ. Làm chưa có việc cái nào gì. Ra tiền. Cứ ra tiền là con làm hết. Rồi. Nhưng mà con có cái nghề nào không? Có cái nghề là con làm nghề thợ mộc được khoảng cỡ 3 năm. Cái lúc mà con ra làm YouTube là cũng nhờ cái công việc của con là thợ mộc đó, cho nên là con mới được một cái lượng tương tác, con lên được trend á, lên được top thịnh hành á, cho nên là con mới phát triển một thời gian đầu cho đến bây giờ luôn. Có nghĩa là con giới thiệu về cái nghề của con phải không? Dạ không, con làm ở bên cái mảng gọi là con chế tạo ra những gì mà con thích, ví dụ như con chế tạo ra một thanh kiếm chẳng hạn. Cái đầu giới thiệu trên YouTube là xong, con quay YouTube con giới thiệu đó. Là con quay cái hành trình mà con làm ra một món đồ đó. Khán giả rất là thích. Cái lúc mà con gặp bạn này, lúc đó là con đã làm YouTuber chưa? Dạ chưa. Vậy thì mỗi lần đi chơi với bạn về kinh tế chắc cũng khó khăn lắm đúng không? Vợ con là lúc mà con quen thì rất là khờ. Lúc đó quen con, nếu như mà nói thô thiển ra thì vợ con còn khờ, còn ngốc quá nó mới quen con. Tại vì lúc mà quen con không tiền không bạc, con chỉ có đúng một chiếc xe máy thôi. Sao con lại chịu quen? Hồi đó con còn đi học mà, con chưa bồ ai hết nên cảm giác yêu đương rồi này nọ con chưa biết. Con chỉ nghĩ anh Tiến là như một người bạn, như một người anh của mình thôi. Vậy vẫn đi chơi đồ bình thường rồi vậy. Tới lúc mà mình cảm giác mình thấy anh tốt với mình, anh đối xử dịu dàng đồ này với mình vậy, mình nghĩ có cảm giác động trong lòng. Là lớp 11 là rung động đó đúng không? Rung động. Như vậy là đến lớp 11 là con và Tiến chính thức quen nhau. Bên nào tỏ tình với bên nào trước? Đa số là con, chứ tại vì hồi lúc đó vợ con rất là đã nói quen con là cũng thấy nó đã khờ rồi. Tại vì chỉ có con là giống như là một cái lựa chọn gọi là cuối cùng là bí rồi, không còn cái gì để chọn nữa. Mới tới con mà ai ngờ lúc đó vợ con lại là lựa chọn đầu luôn. Chịu luôn. Con gái con còn quá nhỏ như vậy thì quen nhau vậy chắc có lẽ là con giấu gia đình dữ lắm hả? Con giấu lắm chứ, tại nhà con có một cái mương phải đi cái đường khác nữa. Nếu mà ông muốn chở con đi chơi hoặc là đi học là con phải đi bộ xuống dưới đó, xem rồi anh Tiến mới chở con đi. Giấu ba mẹ bao lâu? Con giấu tầm 2 năm, thì lúc mà quen tới bồ dưa tới lúc mà bắt đầu giới thiệu là 2 năm. Cuối năm lớp 12 bắt đầu nói chuyện với bố mẹ. Dạ. Nghĩa là nhảy mương cả năm trời rồi đúng không? Đi bộ chứ không phải gọi là nhảy mương. Đi bộ. Thì đó gọi cái từ nhảy mương đi cho nó vui. Mẹ trong lúc đó là hàng xóm của con á, vẫn có thấy, cũng có nói với mẹ mà dạng là mẹ cũng ít khi tâm sự với con á. Nên là mẹ cũng không nói ra chừng mà lúc mà
con giới thiệu là mép rồi cũng có nói là kêu thì mấy người trong xóm cũng có nói là thấy ai chở ông đi chơi rồi vậy á, đi học rồi vậy á. Lúc mà ra mắt gặp má, má có ơn không hay là má cản má không cho quen? Má bà nói với con là thấy anh Tiến còn trôi trôi, thấy ông cứ dạng như trí trâu cô đã là cũng có ấy. Dạ. Giờ con nói đúng cái phần này, tại vì lúc đầu con cảm nhận, con không biết, tuy là bố mẹ vợ hiện tại thì cũng không nói ra, nhưng mà mình nhìn là mình biết, mình cảm nhận là tại vì con lúc trước hoặc là bây giờ cũng vậy, cắp tay con hay đỡ rất là dài, đôi khi người lớn họ nhìn vào cái mái tóc họ cũng suy nghĩ. Tuy là con có thể là con nói chuyện hiền ấy, nhưng mà người ta có câu là nhìn mặt thì thường thường người ta sẽ bắt hình dung. Nếu mà không qua chạm qua tiếng nói, chỉ cần gặp một lần là nhìn cái đầu tóc và cái cách ăn mặc, người ta sẽ nghĩ là chắc cái thằng này nó không được. Đến bao lâu thì con mới quyết định là con hỏi cưới? Con với vợ con cưới nhau là như thế này, đó là khi mà vợ con học xong 12 á, con mới nói với vợ của con là em đi học đi, anh với em cũng không có quen nhau nữa, tại vì đi học là phải vô Sài Gòn. Nói thiệt là con đi không tin vào cái gọi là mình ở nhà chờ người ta ở trong đó học, con không tin. Cho nên con nói thẳng với vợ của con là nếu như em đi học thì em cứ đi học, anh cũng không có chờ em đâu. Em cứ đi học rồi em vô Sài Gòn, em muốn quen ai thì em quen, chứ anh không có chờ em. Lúc anh nói vậy thì con trả lời sao? Về nhà em con cũng suy nghĩ, một phần là hồi đó thương anh Tiến rồi, một phần là gia đình con cũng khó khăn lắm. Hồi đó anh con cũng đi học, còn một thằng em nhỏ nữa. Nên là con nghĩ thôi, có gì mình lấy xem cái bằng cấp 3, bằng tốt nghiệp cấp 3, xong rồi mình nghĩ mình ở nhà mình đi may hoặc là đi công chuyện gì đó, mình bán hàng online đồ này nọ, mình phụ giúp ba mẹ cho rồi. Là con không đi học? Dạ, con quyết định không đi học. Và lúc đó là gia đình có biết con không đi học là vì anh này tác động không? Dạ không. Không biết đúng không? Dạ không, bây giờ không bữa nay bây giờ phát sóng mới biết, ba mẹ mới biết cho con nghe. Không sao chứ, bây giờ nó đã xong hết rồi. Lậu nó, gạo nó thành cơm tấm luôn rồi nghe. Ủa nhưng mà con kêu người ta là con bạn cứ đi học đi, tôi sẽ không chờ. Nhưng mà con đã có chuẩn bị gì cho tương lai cho con với bạn gái mình hay không? Nói thật với chú với cô là lúc mà con quen vợ con đến lúc con cưới thì trong đầu con chỉ có một cái đúng đó gọi là tình yêu thôi, không có gì ngoài tình yêu cả. Sau này con cưới vợ gì thì là vợ con là động lực để con làm tất cả mọi thứ hiện tại như bây giờ. Từ ngày con cưới vợ con về là con muốn sau này vợ con không thua người ta, tại vì trước đây con từng đi làm công, con thấy người ta vợ con họ được đầy đủ và con cảm nhận rằng là mình cũng phải làm vậy được cho vợ của mình. Là tất cả là làm vì vợ hết. Đúng. Con có con chưa? Dạ con có một đứa con rồi. Là vì vợ và vì con. Dạ. Đúng không? Con mấy tuổi? 3 tuổi rưỡi, gần 4 tuổi. Ồ. Gần 4 tuổi rồi. Như vậy là cái lúc mà sau khi mà vợ con quyết định không vô Sài Gòn học á, thì lúc đó là con đã quyết định là sẽ lấy vợ, lấy dạ vâng, nói chung là lấy liền không á. Bố mẹ con á nói chỉ cần con muốn cưới vợ thôi, mọi thứ bố mẹ lo hết. Trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều, có những cô bố mẹ cũng rất thích. Nhưng mà cái lúc trước là con không có dự định cưới vợ, nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 thôi, không đi hết. Sau này là con thương vợ con, tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cưới. Chứ ví dụ như mà vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không còn tình cảm nữa là con cũng ngưng thôi. Nhưng mà con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con phải có trách nhiệm về cái chuyện đó, con phải cưới. Vợ vì mình là không đi học tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà mình vì vợ bao lâu mới cưới vợ? Nói chung là vợ con nghĩ là con có cưới luôn. Nghĩ là cưới luôn. Là đưa ba mẹ tới hỏi luôn. Dạ. Rồi ba mẹ vợ có đồng ý liền không hay sao? Cũng đồng ý. Nói chung là phải đỡ suy nghĩ chứ. Nhiều khi gái mà cũng phải bố mẹ vợ cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Đỡ biết cái thằng đó tốt hay không, người ta phải hỏi thêm đồ ở nó gia cảnh người ta làm sao. Ê Tiến, chú suy nghĩ vậy nè. Khi mà con quen bạn gái con là lúc đó bạn gái con mới học lớp 11 à? Vậy thì cô bé học sinh này mỗi lần mà đi chơi với nhau thì cái chuyện va chạm với nhau như thế nào? Dạ, nói chung là có nắm liền luôn không? Rồi nụ hôn đầu tiên là ở đâu? Đó, lén la lén lút hay là công khai? Dạ, nói chung là trong lúc con quen vợ con thì đa số con không nghĩ luôn. Cái lúc mà con quen vợ của con là con chỉ quen được cứ thôi. Cho xác định luôn. Con xác định là cứ rồi. Cho nên là con quen vợ con rồi con đi quen thêm hoài nữa. Dạ, vợ con khó nữa, nó thiệt là vợ con khó. Đôi lúc mình cũng xin nó thao cho anh hôn cái, nhưng mà vợ nó không được, mẹ la. Tại vì ở vùng quê á cho nên là cái chuyện gia đình rất là khó. Nhiều lúc muốn nắm tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn, nghĩa là vợ nói không. Vậy là trong suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn luôn? Nói chung là cũng được nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim chướng. Thì đúng rồi, thì tôi hỏi là cái tại con bé nó còn quá nhỏ mà. Tôi chỉ cần là hôn má nhẹ thôi. À, hôn má thì có chứ, cái đó là hôn má là chuyện đơn giản bình thường. Hôn môi thì sao? Hôn môi thì hơi khó. Hơi khó là tới bao lâu mới hôn được môi? Lâu quá, giờ con cũng nhớ nữa nhưng mà rất là lâu. Mà nói tóm lại là tụi con giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn luôn, đúng không? Đúng không?
Và nói đúng thì cũng không đúng lắm, mà nói không đúng thì cũng không. Tại vì là bỏ lỡ thì cũng gọi là thương nhau một chút. Sau khi mà hai bên gia đình đồng ý thì cũng có thương nhau, nắm tay rồi. Nói chung là cái chuyện đó là cái chuyện đến gọi là đính hôn rồi. Đã đính hôn rồi là đính có hôn rồi. Là giữ gìn là cho đến cái ngày đính hôn. Dạ vâng. Nay là cưới nhau là đã 4 được năm. Là 4 năm rồi đúng không? Ừ. Quen nhau 3 thôi năm. Thôi tới cái câu chuyện hôn nhân được rồi đó em. Hai bạn ấy đã có tới 7 năm quen biết nhau và ở với nhau đúng không? Vậy là quá hiểu nhau rồi. Ở với nhau được 4 năm đó. Có đứa con 3 tuổi. Vậy có tật xấu bao nhiêu, tật xấu lẫn lộn hết luôn đúng không con? Nói chung đối với con, vợ con là một người tuyệt vời. Không không không, biết biết cái tuyệt vời đó là ai mà lên đây rồi là luôn, ông đừng ai đừng lên đừng. Đây rồi cũng nói vợ mình tuyệt vời, chồng tôi là số 1 hết trơn á. Vợ của con á làm mọi thứ vợ của con đều tốt hết, chỉ có một thứ mà cái vợ con nói chung là không thông cảm cho công việc của con. Không thông cảm là nói do là do ghen. Ví dụ đúng rồi đúng rồi. Ghen đúng không? Thì con phải nói thẳng là ghen đó, đi. Chứ cái chữ mà không thông cảm nó không phải là tật xấu. Ghen đúng rồi, chỉ có ghen thôi. Ghen sao? Lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào? Có một lần ghen mà rồi lấy dao bợ luôn mà. Bản tính của con nữa là con ra đường con hay thấy gái là con chập, với lại là mấy đứa con gái sao nó thích nói chuyện với con nữa. Trời. Nhiều khi nó biết con có vợ ấy, hoặc là con nhắn tin thì nó đẩn rịp. Nhiều khi mình thấy vui vui, ví dụ như con có một cái lượng kết bạn cũng nhiều ấy, có những đứa ví dụ như là nhắn tin với mình là mình rịp. Ví dụ nhắn tin một hai lần nghe thâu, cứ ngày nào cũng nhắn, vô khi vợ thấy chẳng hạn vậy á. Con có cái thói quen là con ra đường đi chơi là con hay chụp hình với gái. Con thấy xinh là con chụp hết. Là trước đây hả? Từ năm 2022 là con hết rồi. Tại vì năm đây con sống vì gia đình. Năm 2022 là năm nay đó. Năm nay đó. Mới đây à. Cái vụ gì mà vợ con nó cầm dao rượt con? À, tại vì cái ước mơ của con cho nên là vợ con không con. Tại vì là con có ước mơ là con cứ được con vợ nữa. Ước mơ cưới được con vợ cũng... nữa. Chú vẫn chưa hiểu. Hầu lúc trước cái con suy nghĩ rất đơn giản, cái chuyện đàn ông nếu như mình đủ khả năng kinh tế mình cưới thêm một vợ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này con được nghe mấy ông thầy ông giảng vậy, con biết là một vợ một chồng không có tác được biển đông, chứ hai vợ một chồng là không có tác được cái gì đó. Nếu mà nhắc lại thì thiệt sự con không muốn, nhưng mà con chỉ có một điều mà lúc cãi nhau con không có nói với vợ con được, là đáng lẽ lúc đó con phải nên ôm vợ con xin lỗi vợ nó. Đến bây giờ ở chương trình thì anh cũng thực sự lúc đó là anh đáng lẽ anh nên xin lỗi em ở ngay lúc đó, chứ không phải là bây giờ anh mới nói ở đây. Nhưng mà khi đó anh còn suy nghĩ nó không có chu đáo, nó không có thông suốt, cho nên là đến bây giờ này anh muốn nói là anh xin lỗi em. Bây giờ là khi đã xin lỗi rồi, đã nói là đáng lý lúc đó anh phải ôm em, tại sao bây giờ không đứng ôm mà xin lỗi luôn đi? Cái cơ hội tới là mình phải gọi là làm liền chứ. Con tha lỗi không? Nhiều khi từ đó giờ con chưa tha lỗi hẳn đó, nhưng mà ngày hôm nay chắc con tha lỗi hẳn chưa? Bây giờ thì con không nghĩ tới nữa. Mà bây giờ mà nhận được cái lời xin lỗi từ anh Tiến thì con cảm thấy vui đúng không? Ấm áp không? Xúc động. Dạ. Xúc động. Một cái ôm mà đúng thời điểm là nó gọi là quý giá vô cùng. Chỉ mong rằng là Tiến sẽ đừng có tái phạm lại nữa. Con chỉ sợ một lần nữa là vợ con sẽ bỏ con thôi, chứ con không sợ bị vợ con làm gì đâu. Bỏ chứ. Con cũng không nghĩ là con sẽ tìm được một ai tốt hơn vợ của con. Chứ hay sao? Quá. Bây giờ là tới con đó con. Tật xấu của Tiến là gì? Mơ gái. Cái tật đầu tiên là tật mơ gái. Mơ gái. Dạ. Bây giờ còn mê không? Thì cũng như cô cũng nghe anh Tiến nói là năm 2022 là để dành cho vợ con đấy. Mỗi lần mà ai rủ ổng đi biôm hoặc là đi đâu, không, năm nay là tao đối dành cho vợ con tao. Nhưng mà năm sau thì sao ta? Năm không sau biết có để dành không? Chào em nói biôm trời. Thì ai rủ anh là, chứ? Thầy kêu là rủ đi cho anh từ chối chứ sao kêu biôm trời. Đồng nghiệp lỡ coi được người ta cường chớ nhạo sao? Trước đây là mấy gái rồi có những tật xấu gì nè? Vô tư lắm, con cái đồ việc nhà việc của đồ này nọ nhiều khi vô tư lắm. Vô tâm chứ không phải vô tư. Ít nghĩ, không lo cho gia đình nhiều thôi. Bây giờ con mong Tiến thay đổi cái gì? Bớt vô tư vô tâm lại và chứ bớt tin người lại. Con không biết là đã tốt hay xấu nữa. Không phải là anh tin người, mà là anh nghĩ rằng là khi mình cho người ta một cơ hội là sẽ có một người khác cho mình một cơ hội. Đôi khi nhiều khi con thiệt thòi, nhưng mà con nghĩ sẽ có một người, tại vì con cảm nhận khi mà con bị thiệt thòi một cái gì đó, luôn luôn có một người khác xuất hiện để bù đắp cái phần mà người kia lấy đi. Con nghĩ một cách đơn giản vậy thôi, biết là nhiều lúc mình sẽ thiệt thòi,
Mà con thấy sao? Con thấy cái suy nghĩ của Tiến đúng không? Cô tôn trọng quyết định của anh Tiến mà. Thì đó con mới nghĩ là cô không biết là cái đó là xấu hay tốt đấy. Vô tư là rất tốt nha. Vô tư là mình không có cả nghĩ, mình không có suy diễn, mình không có làm cho mọi thứ nó rắc rối lên. Đúng rồi. Vô tư, nhưng mà vô tâm thì lại là tật xấu nha con. Chẳng hạn như cô nói ví dụ về cái vấn đề tin người, quan điểm của con là hoàn toàn tốt. Nhưng nó luôn luôn nó có một cái giới hạn nhất định. Chứ nó không phải là muốn ở tin ai con cũng tin như vậy. Đối tượng nào con cũng có thể trao gửi cái niềm tin của mình như vậy. Thì nó sẽ gắn tới cái vô tâm ở đây đó. Có nghĩa là con suy nghĩ một chút xíu. Chẳng hạn giờ con tin cái người đó, để ý đến cảm xúc của vợ con một chút. Đàn bà họ có những cái nhạy cảm đó, nó rất là hay, cái trực giác rất là hay. Ví dụ con chỉ cần hỏi qua thôi: em bây giờ cái hình đó đó, anh làm cái này với nó em thấy được không? Ví dụ vợ con nói: em thấy anh này được, anh này có vẻ là này kia kia nọ, thấy không? Mình quan tâm đến cái cảm xúc của vợ con một cái là vợ con nó cảm thấy là nó được chia sẻ. Chú nghĩ rằng là cái việc thay đổi bản thân mình để cho cuộc sống nó yên ổn, và nhất là gia đình nhỏ của mình nó hạnh phúc hơn, nó đề huề hơn, và đặc biệt là hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thì đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nên làm. Nha. Rồi, xin cảm ơn vợ chồng con đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Vô ảnh ca hay lắm luôn cô. Ma giọng ca. Dạ, là sang ngày thứ ba là con với ảnh quen. Lúc mà con ly thân ly vậy đó, mình nói anh con nuôi hai bé cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó, vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai em. Rồi, con chào cô Hoàng Trang. Rồi bây giờ các con hãy giới thiệu về mình đi. Con tên Hoàng Khương, hôm nay con 30 tuổi. Đây, dạ con. Rồi Khương Hoàng làm gì? Khương 30 tuổi con làm nghề gì? Con làm bên nuôi đồng thủy sản, nuôi tôm mấy quê ấy con. Con nuôi tôm á hả? Dạ. Ngon lành rồi, ông Khương, chủ dựa tôm. Khương đúng không? Ông bà chủ dựa tôm. Rồi, và bây giờ tới con. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con chào quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Ngọc, năm nay con 26 tuổi. À. Dạ con đến từ Sóc Trăng. Hiện tại là con đang bán hàng online với lại là đang làm bánh đó cô. Vợ chồng này giàu quá em ơi, chịu hết nổi rồi. Làm bánh. Nuôi tôm nè, đi làm bánh rồi bán hàng online, ghê thiệt chứ. Hay rồi, chắc bán... chắn là hàng online là chắc có tôm khô có nè, đúng không? Có. Bánh nè, đó, thấy không? Điện có hay không? Hả? Điện có nha. Điện có. Mà chủ yếu con bán online là về thực phẩm mà hay là về... Về thực phẩm ăn uống rồi bánh luôn á cô. Ủa nãy Ngọc nói Ngọc nhiêu tuổi? 26 Khương 30. 30 vậy là chắc chắn là đi mua bánh và gặp cô này thấy là cua cổ. Sao em nói là đi mua tôm? Dạ. Không, tôm điện đô vuông là chắc nó bán là sỉ. Con quen vợ cũng như là anh em thôi. Rồi sau này khoảng thời gian con đi làm bữa đợt giãn cách chỉ thị 16 xong con mới về. Mới điện cho bạn rồi rủ vợ con đi ăn. Ủa nhưng mà con làm ở đâu? Lúc trước thì con chưa nuôi tôm, con làm chạy xe, làm tài xế á. Chạy xe cam. Cam sành đó con. Tức là trước đó là con trước, làm tài xế dịch. Con vận chuyển cam. Dạ. Yeah. Ở trên Vĩnh Long khi cứ năm trời nên cái gần Tết mới về. Về xong rồi thấy vậy rồi con muốn làm quen. Là thấy vậy là thấy sao? Tức là trước khi con bị cách ly năm là con đã biết vợ con chưa? Chưa. Dạ con biết lâu rồi con. Biết rồi. Biết con. Lâu đúng không? Rồi xong một năm trở về thấy đẹp mất hồn đúng không? Cái lúc mà đi làm đó cô cũng lâu lâu có nhắn tin với con hỏi em dạo này khỏe không? Đang làm gì? Khi mà giãn cách về đó là gần đâu 6 tháng hoặc cả năm mới về quê một lần. Không có bạn bè gì chứ, điện của con em rảnh không? Đi uống trà sữa với anh khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều á cô. Lúc đó là làm bánh nguyên ngày mệt quá, nó bụng mà. Có người rủ đi ăn mừng quá. Cái con nói anh ngủ với em đi, là lúc đó là lần gặp đầu tiên của hai vợ chồng con. Ủa nhưng mà là hai đứa biết trước nó khoảng mấy năm? Chắc tầm khoảng 3-4 năm á cô. 3-4 năm. Lúc đó con có thấy là Ngọc xinh không? Sao không tấn công lúc đó mà đợi tới 4 năm sau rồi mới gặp lại rồi mới cua? Tại lúc đó con thấy có chồng con không để ý tới. Là Ngọc. Dạ,
con đã từng ly dị rồi. À, lúc đó là ngồi có gia đình phải không? Cho nên là con hiểu. Không có để ý đúng không? Vậy là một năm con trở về là lúc đó là Ngọc đã ly dị đúng không? Vậy. Là hoàn cảnh Ngọc lúc đó là Ngọc độc thân đúng không? Cho nên con thấy vậy con phải nhảy vô đúng hiểu không? Đúng rồi. Con cũng biết lâu, con biết là mẹ đơn thân nhưng mà con coi như người em thôi. Ừ. Chắc tại chưa nghĩ. Tới duyên á con. Nhưng mà mẹ đơn thân rồi, con có mấy đứa con? Dạ con có hai bé. Dạ. Bé lớn của con 5 tuổi với lại bé nhỏ 3 tuổi. Sau khi con gặp lại Ngọc cho tới lúc con cưới là cách nhau bao nhiêu tháng? Khoảng 3 tháng. 3 tháng. Vậy thì trong 3 tháng đó, có nghĩa là lần gặp lại rồi đó bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Gặp lại cái lúc uống trà sữa xong qua ngày hôm sau là ảnh rủ con đi chơi. Đi chơi xong rồi cái ảnh rủ đi vô quán karaoke. Mình karaoke đi tại vì lâu quá rồi anh không được vô. Vô chỉ có hai anh em thôi. Vô ảnh ca hay lắm luôn cô. Mê giọng ca. Dạ là sang ngày thứ ba là con với ảnh quen. Rồi xong rồi 3 tháng sau là làm cưới. Dạ không, tầm đám nếu mà đám cưới là chắc khoảng tầm 1 tháng. Tháng sau là đám cưới. Tháng sau luôn. Dạ, vậy là bây giờ cưới được 2 tháng. Dạ cưới được 2 tháng. Vậy là tổng cộng vừa quen vừa cưới là 3 tháng. Dạ. Là mới đây thôi à. Mới đây thôi. Con cưới hôm bữa 26 Tết đó cô. Ồ, vậy đó hả? Ông tấn công sao mà 3 ngày là ông dính liền luôn nghe. Hay thiệt. Mà cái giọng hát của ông. Coi là cái bằng đó đi gọi là gì? Đi gọi là đi sao mà về trước á. Người ta đi trước về sau, đây mình đi sao mà về trước luôn. Mà lu đu giác cái lu nó chạy. Thiệt mà nó chạy quá nhanh luôn. Nó chạy 3 ngày rồi, coi như là nó quen ta luôn. Rồi hai đứa nhỏ cưng ba không? Dạ hai đứa nhỏ bây giờ là bỏ con qua một bên. Không thèm ngó ngàng tới con nữa. Theo bạn này. Cưng ba đúng không? Dạ thương ba luôn. Còn bây giờ là con đụng vô ba không được. Lúc nào cũng ba con nó mẹ ba con nó con thương ba con luôn. Ủa sao con hay vậy? Đâu chia sẻ bí kíp coi. Dạ lúc đầu con ba mẹ vợ trong nhà chơi. Thì thấy hai đứa nhỏ thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá. Rồi con mới thấy vậy thôi. Con về cứ nói với mẹ con. Nói hồi đó thì cha mẹ con khó lắm. Không có chịu kiểu như là mẹ đơn thân á. Mà sao không biết gặp vợ con người cái mẹ chịu với hai đứa nhỏ á, cha mẹ chịu. Con mới nói vậy thôi, vậy cho cưới luôn nha. Vậy hả? Là đứa trai đứa gái hay sao? Dạ hai đứa con gái cô. Hai đứa con gái. Bởi vậy nó cưng là đúng rồi. Ôi vậy hả? Cưng có đưa Ngọc về ra mắt mẹ mình không? Dạ có là... Lúc đầu mình có nói nhưng mà sau này có dẫn. Đó là mới đầu nói nhưng mà mẹ thì rất là khó luôn á. Mẹ ba với mẹ khó hết luôn á con. Nhưng mà khi gặp rồi, nhưng mà khi gặp rồi á thì là thương vợ con với hai đứa nhỏ đúng không? Tôi thấy hoàn cảnh vậy nên là mẹ thôi. Trước khi gặp Ngọc thì con có người yêu không? Con có nhiều mối tình không? Dạ nhiều lắm, xinh lắm. Còn gái xinh gái đẹp không à? Đứa hiền quá à. Hiền dắt cái luôn chạy em thấy hả? 3 tháng trời một đứt luôn một đàn vừa ngé vừa trâu trời ơi. Con học hết lớp 12 là con đi nghĩa vụ xong rồi con mới đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan á. Là anh thấy cũng có chồng rồi con không ý. Thì trong lúc thanh niên mà phải có người yêu thôi, phải có con cũng trải qua hai mối tình ở bên Đài Loan hả? Việt Nam? Dạ Việt Nam, yêu xa không rồi chú. Ủa nhưng mà là thật ra là trước đây là con cũng đã thích Ngọc rồi đúng không? Dạ chưa, nói chung là như anh em không có thích chứ. Là không nghĩ là biết nhau như anh em thôi. Nhưng mà trong cái lúc mà gặp Hương á thì trong 3 cái ngày mà trước khi mà tụi con tức là nhau đó tức là thì con có kể về cái hoàn cảnh của con, có nghĩa là chia sẻ của con với Hương không? Tức là con gặp lại con mới chia sẻ hay là hồi lúc mà khi con bắt đầu ly dị làm mẹ đơn thân á thì con có tâm sự với Hương không? Dạ có, lâu lâu anh em cũng có hay nói chuyện với nhau á cô. Là nói trước khi là yêu nhưng nhau mà lúc gặp con sau này mới nói là kể hoàn cảnh vậy á. Con thấy vậy con thấu hiểu được, con thương vợ con. Lúc mà con ly thân ly vậy đó, mình nên con nuôi hai bé đỡ một cái là có ngoại con phụ, nhưng mà không có ngoại thì con lúc đó con rất là cực tại vì hai bé nó nhỏ cô, nó hay bệnh nữa. Bé 5 tuổi bé 3 tuổi. Dạ đúng rồi, bé 5 tuổi với bé 23 tuổi. Bệnh là mình nó lúc nào cũng bệnh một lượt chứ, tại vì nó ở chung nhà con hai ba nước hai bên này nè, con vừa lao nước hai bé cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó, vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Dạ nếu cô làm mẹ cô cũng hiểu. Cô hiểu mà. Cho nên là khi mà Hương biết cái hoàn cảnh của con vậy là Hương thương liền. Rồi cô hỏi thiệt nha, con thương hai nhỏ hơn hay thương vợ hơn? Lúc đầu con thương hai nó nhỏ. Lúc đầu con thương hai nó nhỏ.
Thương hai đứa nhỏ đúng không? Thương lắm luôn, tại vì á khi bé nó nhỏ vậy là lúc mà nó bám víu vào cái là nó giống như mình gần như là một cái điểm tựa cho nó vậy đó. Mà đã vậy nó lại khao khát được có cha đó, giống như nó tìm gặp ở con tất cả những cái gì mà nó đang ước muốn á, thành ra là nó sẽ rất là thương Khương. Cô phải chúc mừng con, bởi vì mặc dù thời gian ngắn thôi tụi con tìm hiểu và đi đến với nhau, nhưng mà tụi con đến với nhau bằng một cái tình cảm mà nó không phải là tình yêu đơn thuần, mà nó là tình thương. Yeah. Và tình yêu, cái đó là cái rất là bền mà con rất là may mắn. Cô mong là Khương à, con cứ giữ cái tình yêu của con bây giờ dành cho hai đứa nhỏ. Con có biết không, con nít nó ngộ lắm, nó giống như là tờ giấy trắng á con. Con vẽ cái gì lên đó thì con thu lại sẽ là cái điều đó. Ví dụ như con vẽ và trái tim cho nó thì cái con thu về sẽ là trái tim. Con nghe, con nhớ nha. Quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ là các con mới lấy nhau được 3 tháng đó. Thôi bây giờ mình tới tiết mục vui đi. Nha. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về 3 tháng trời thì có phát sinh những cái Khương tật xấu? Khương nó có tật xấu gì? Đó. Dạ, chồng con thì hầu như là ảnh tốt, ảnh nấu ăn cũng ngon, thương vợ thương con. Làm xong trong nhà phụ con rồi lại ra ngoài ruộng á, ngoài đồng nữa. Nói chung là ảnh rất là cực, con thương lắm. Chỉ có một cái tánh là ảnh hơi nóng thôi. Dạ, mỗi lần nóng lên thì hơi sao? Cọc phải không? Dạ, hơi cọc. Nóng cỡ nào đâu, kể cho chuyện nghe chơi coi. Tại cô không có hình dung được Khương nó nóng sao. Mắt ảnh buồn rồi nè, mặt buồn, mặt ảnh hiền khô à. Mày hiền khô mà không biết lúc ảnh nóng, sao. Nè, tôi đang nóng nha bà. Tôi đang rất nóng đó. Nóng mà thấy ngủ ngắt không ạ? Cái lần nóng cái cơn của nó là cỡ nào? Con kể thử một lần nóng rồi cô nghe coi. Ảnh mà nóng lên là như là một người khác vậy đó cô. Con sợ lắm bởi vậy. Có đập đồ rồi có la hét? Dạ không, đập đồ này kia thì không. Chỉ là tại vì con người hay mềm yếu á. Rồi con thấy mỗi lần con làm cái gì sai là sao, ảnh chỉ cần lớn tiếng với con thôi là con đã sợ. Con đã cảm thấy là con buồn, con bởi vì con rất là sợ. Con chỉ muốn... Cái kiểu như là bình thường con không có gì chứ, nhưng mà con bực bội, con hơi khó chịu. Kiểu như là con muốn cái gì nó chỉnh chu hơn xíu vậy đó. Cái gì anh cũng muốn hoàn hảo. Con muốn cái gì nó không phải là gọn gàng chỉnh chu. Khi đi làm mệt về thì con muốn thấy nhà cửa nó, con nít nó quậy á. Con thấy nhiều lúc nó quậy mà con thấy hơi bực bội. Quậy mình cọc luôn á. Con không có gặp, nhưng mà vợ con kiểu không quan tâm, lo làm bánh nhưng mà không quan tâm hai đứa nhỏ, con bực tức. Không quan tâm hai đứa nhỏ là con bực. Kiểu như là làm bánh rồi hai đứa nhỏ nó chơi rồi con thấy vậy con nhiều lúc cũng hơi bực. Là anh muốn cho con là bớt công việc làm bánh với lại là đi giao đồ lại, quan tâm hai đứa nhỏ thôi. Dạ, không muốn cho con làm nữa. Lúc anh nói lớn thì anh nói cỡ nào đâu, lớn cỡ nào đâu. Là anh nói sao? Có hơi nạt thôi. La quá cũng đâu có nên đâu con. Mình làm chồng mà. Hơi nói lớn tiếng thôi chứ không có phải là la làng. Rồi, hiểu lớn vậy tiếng. Vậy mà sao nó sợ dữ vậy? Tại bên này người ta mềm yếu. Rồi chú hỏi nè, thường là mấy ông mà đi nuôi tôm á, mấy ông mà đi ra ruộng làm á, là bao giờ cũng vậy, ngày nào cũng một xị, hai xị. Bạn này có uống rượu không? Dạ không, không biết nhậu. Ít lắm chút. Có ghen không? Con thì không có ghen với chồng con. Đang hỏi chồng con mà. Chồng con này đang kể xấu chồng con mà, có ghen không? Chồng con thì lại ghen với con. Lúc nào cũng muốn em đi giao đồ là anh phải đi với em. Dạ, lúc nào cũng kiểu như hai vợ chồng muốn làm cái gì đó là hai vợ chồng. Dạ, đi đâu là phải hai vợ chồng hết. Dạ. Không có muốn con đi mà nên. Không phải đâu cô, nhiều khi con sợ người ta nói bắt vợ làm gì đó rồi không chia sẻ là bắt vợ làm chia sẻ với vợ mình. Anh con nhiều lúc khi con muốn đi theo đi phần ở dưới lộ đang làm con chạy xe, em khi một tay cầm bánh một tay đi giao đó thì nguy hiểm, thấy nguy hiểm. Rồi sao, còn tật gì nữa không? Dạ không. Vậy thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn là chồng con nói khi mà mình nóng lên á, mình kiềm chế bản thân mình xíu, suy nghĩ những lời mình nói. Nhiều khi những câu nói mà mình cảm thấy đơn giản nhưng mà mình nói với người nghe thì người nghe ta cảm thấy nặng nề. Đó là tổn thương đúng dạ. không? Dạ, chứ thật sự là chồng con rất là thương con. Để con đó, vợ con có những tật xấu nào? Vợ con nói chung là, vợ con là biết công ôn gia, gia hạnh lắm chứ. Công dung ngôn hạnh, rất là công dung ngôn hạnh. Bên chồng anh vợ sống hòa đồng lắm. Nhưng mà con nhiều khi con muốn vợ thay đổi là làm cũng phải biết chừa thời gian lại dành cho tụi nhỏ với gia đình. Thực ra là cô không cần hỏi con, cô cũng biết là cái mong muốn của chồng con á. Tại vì vậy nè, chồng con á thương con, rất là thương con. Chồng con vừa yêu con mà vừa thương con. Chồng con mong muốn những một cái điều có thể là về phía của ảnh thôi. Yeah, yeah. Là anh chỉ muốn con được
thảnh thơi một chút, lo cho bản thân nè, lo cho chồng nè, lo cho con một chút. Cái chuyện kiếm tiền á thì là có thể là san sẻ cái điều đó cho chồng đi, chồng làm được. Thế nhưng ngược lại á thì chồng con muốn bù đắp cho con. Bởi vì con đã quá cực rồi, cho nên chồng con muốn bù đắp cho con, cho nên chồng con bị sót, chồng con mới vì sót quá cho nên mới bật lên thành một cái, tức là cái cọc á. Sau này mà ví dụ con thấy là hết cọc rồi là con thấy à cái bộ hơi nhạt nhòa tình yêu rồi đó. Theo cô thì như vậy nè, con control cái âm vực trong cái giọng nói là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về từ ngữ. Ví dụ nhiều khi mình bực quá mình nói những cái từ ngữ á, nó sẽ khó nghe một chút. Rồi vợ con nó tủi thân. Tại vì sao khi mà vợ con đến với con, vợ con đã là một người phụ nữ, đã có hai đứa con rồi, lúc nào vợ con cũng sẽ có một cái mặc cảm riêng. Cho nên thành ra bất kỳ một cái gì mà nó đụng chạm đến cái cảm xúc đó là vợ con sợ liền. Đó, cho nên nếu mà con thương thì thương cho trót nha. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời, chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đó là em mang cái váy ôm body đấy. Wow, body đẹp thế. Anh dẫn em vào khách sạn, rồi em về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói em đi tắm đi, tí rồi về, xong em chốt cửa lại luôn. Có nghĩa là em đi tắm rồi không? Lúc đó em run lắm, sợ mình mất. Bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Thì chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời. Mời đi cưng. Chào hai em. Rồi, hai đứa giới thiệu về mình xem nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, cũng như anh Quốc Thuận, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em họ tên đầy đủ là Lê Minh Chương, 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là em làm ca sĩ tự do, cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tấn Thảo, em đến từ Quảng Trị. Dạ con 2-3 tuổi. Dù Quảng Trị nghe dễ thương nhỏ nghe. Xíu có phải là trong một dịp nào đó em thế bắt gặp bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh đúng không? Dạ thực ra là như thế này này, em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng, cũng có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Lúc đó em căng thẳng vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng. Em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt, lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng, comment đầu tiên luôn. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi núi Bà Đen với anh đi, mà không biết là cổ đang chăm sóc mẹ ở ngoài quê. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp một dịp đó vô Sài Gòn rồi gặp. Ủa nhưng mà tại sao em lại là bạn Facebook của cổ, hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. Dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Dạ. Khi mà nhận được comment đó thì sao? Em xóa status liền, xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Dạ, xóa dấu vết đi đúng không? Dạ vâng. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá. Đó là em mang khẩu trang bởi vì dịch Covid ấy. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó em mới chia sẻ như vậy. Nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này, hay là em vô đây là vì chỉ gặp ảnh thôi? Lúc mà em bị căng thẳng đấy, và anh đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa, anh cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú, là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người gặp nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Sau đó thì có đi Bà Đen không? Có dạ có. Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua ngày hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Thì có bữa tỏ đó tình tỏ ơi gì không hay như nào? Dạ có chị, có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ em. Em sốc không?
Sốc chị. Sốc hả? Tại nào giờ mình là người chủ động không anh, mà cô này là người ngược lại, là chủ động với mình. Bây giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi. Tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn đi. Coi như em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn á. Qua ngày hôm sau luôn. À tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là anh ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Chồng em mới lo lắng, bởi vì là trên lần đi núi Bà Đen về á, ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Xong em chồng em mới tiết lộ là em còn zin đó nha. Em còn zin đó nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Gái sao nè? Lúc đó là khuya rồi, nên là anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là em đi tắm rồi không? Vâng, sợ quá. Rùng lắm anh, đó là em rùng lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sắp bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có không ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. Đêm đó là vẫn còn chưa có thiệp. Dạ. Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi. Dạ. Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là, tức là tất cả mọi người ấy cứ nghĩ em bị điên, cứ nghĩ em bị điên. Rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em cũng nói cho mày thấy quy heo nhỏ đó bị điên này kia rồi, bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua hết tất cả, để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn. Nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm. Mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về này thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ đồng ý. Đúng không? Là nay được bao lâu rồi? Dạ nay cũng gần một năm rồi đó chị. Gần một năm. Hơn một năm ấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Phong tục người miền Trung á là khi mà mang thai á là phải cưới. Bên nội á đi coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu, yêu nhau về là ly tán. Nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi. Ngày em nhớ ngày 15 tháng 6 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ đã đúng rồi. Em bé bữa nay là mấy tháng rồi? Dạ em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ trai gái. Dạ trai. Rồi lấy nhau như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng năm. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Cho thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Đó, nói trước đây. Vậy em nói trước đi. Vợ em mà có cái tật não cái vàng, nói trước quên sau vậy đó. Bởi vì em hay cằn nhằn hoài, rồi nhiều khi là cổ như là hơi chậm xíu. Thấy ăn nói từ tốn, nói cũng chậm nữa. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm chứ phải không? Chậm nhưng mà chắc muốn gì không. Nhưng mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó động lại trong người, những cái stress là em đã giải vượt qua hết rồi, giải tỏa hết rồi. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy, là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm, là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự tin đứng vững.
trên con đường mình đã chọn lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào luôn, chạy vào Sài Gòn luôn. hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cổ vào xong rồi là cổ đóng cửa phòng không cho em thoát lui đó, rồi cổ tỏ tình với em luôn, thì ra là mê giọng hát. Cái gì nó có lý do thì đúng rồi, đúng rồi. Nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bạo thủ. Bạo thủ hay thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió. Xong chồng em mới giải thích đó là hương vị tình yêu. Tức là anh chỉ có bạo thủ thôi. Còn cái tật kia đâu phải tật xấu đâu. Cái đó là tiến hóa tốt, tốt cho sức khỏe. Có khó chịu với em không? Chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng. Thế tốt rồi. Thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Chị biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực, thì chị mong rằng là em hãy né tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em, để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là nguy hiểm đó. Ha Cương ha. Bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực ra em từ khi mà em quen anh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm con gái của bố mẹ. Nhưng mà chị cũng nói em nè, em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Thác Cương à, bây giờ đến cái phần rất quan trọng.